착공식의 공식 개막을 알려드립니다. 진심으로 감사를 드립니다. Sau đây tôi xin tuyên bố lễ khai mạc, lễ khởi công Block B2 dự án Green Town Bình Tân bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. Này ạ. Kính thưa quý vị khách quý, quý đối tác và tất cả quý vị đang có mặt tại buổi lễ khởi công ngày hôm nay. Thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng phát triển Thái Dương, tôi, Tống Hữu Cường xin gửi tới tất cả các quý vị đã đến tham dự buổi lễ khởi công lời chào trân trọng nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng phát triển Thái Dương là một công ty được hình thành từ năm 2011. Công ty chúng tôi đã có hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt là thi công các dự án dân dụng và nhà công nghiệp. Công ty chúng tôi rất vui mừng được chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn IDE Việt Nam chọn là đơn vị đấu thầu tại dự án khu đô thị xanh Bình Tân Green Town khối B2. Với kinh nghiệm và năng lực của mình, công ty Thái Dương cam kết sẽ huy động các nguồn lực tốt nhất của mình để hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng. Chúng tôi cam kết đảm bảo công tác an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường và sức khỏe của người lao động. Tôi xin thay mặt công ty Thái Dương chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đã dành thời gian quý báu để đến tham dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay, và công ty chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ chủ đầu tư, các cấp chính quyền địa phương, đơn vị tư vấn giám sát để đơn vị chúng tôi có thể hoàn thành tốt công việc của mình và đóng góp một phần cho thành phố một dự án đạt chất lượng cao. Tôi chúc cho công ty IDE ngày càng có nhiều dự án thành công hơn nữa tại Việt Nam. Và tôi xin kính chúc tất cả các quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Tôi xin cảm ơn. Lễ khởi công của Block B2 Green Town Bình Tân. Sẽ cùng quay trở lại vị trí an toàn. Xin được cảm ơn rất nhiều.